Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Dục thành phố Hồ Chí Minh đã cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 10 tháng 5 2021 cho đến khi có thông báo mới. Nhưng chương trình lớp 9 còn một số bài, thế nên hôm nay cô mời các em xem clip hoàn tất chương trình nhé.